Ơi Nhi ơi, Nhi ơi, cái Mac Mini nó phải là cái MacBook Pro nhỏ không? Ui mà chờ, ai nói vậy? Cái này nè, cái Mac Mini là cái này nè, nó như là một cái CPU thu nhỏ gì đó. Nó có thể giúp biến cái máy tính bình thường của mình trở thành một cái máy tính có giao diện, hoặc là cái hoạt động của nó y chang cái iMac gì đó. Ôi hay vợ, vậy là nó giống như cái iMac đúng không? Ừ, cũng gần gần vậy đó. Ồ hay vợ, vậy anh cứ nói đi. Ok. Như các bạn đang thấy thì Mac Mini có hình dạng như một cái hộp kim loại nhỏ. Lớp vỏ của nó làm bằng nhôm cao cấp. Và ở phía trên thì sẽ nổi bật với cái logo hình quả táo quen thuộc. Ở xung quanh thì chúng ta có đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm là cổng USB này, cổng Wi-Fi, Bluetooth, cổng HDMI, cổng Thunderbolt, cổng mini jack tai nghe, âm thanh và khe cắm SD nữa. Khi mà mua Mac Mini thì nhiều người sẽ cảm thấy hơi bị phiền một chút, bởi vì chúng ta phải mua kèm theo khá là nhiều phụ kiện. Nhưng nếu sử dụng rồi thì bạn sẽ thấy đây là một công cụ cực kỳ tiện lợi, nhỏ gọn và mang lại cái hiệu năng thì rất là mạnh đó nha. Cái này thì Nhi sẽ nói ở một cái video sau. Còn trong video ngày hôm nay thì Nhi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối và sử dụng em nó như thế nào ha. Thì đầu tiên chúng ta cần phải kết nối Mac Mini với cái nguồn điện. Ở đây chúng ta sẽ có cái đầu nối thế này, chúng ta chỉ cần cắm nó vô. Sau đó thì kết nối nó với nguồn điện và nhấn cái nút nguồn ở mặt lưng máy để bật máy lên. Lúc này thì nó sẽ có cái âm thanh khá là đặc trưng. Ở bước thứ hai thì chúng ta kết nối Mac Mini với màn hình. Chúng ta có thể sử dụng màn hình để bàn này, rồi TV, iMac hoặc là MacBook của bạn cũng được. Kết nối bằng cái cổng chuyển đổi Thunderbolt như thế này, hoặc là chúng ta có thể kết nối bằng cổng HDMI hoặc là VGA tùy vào cái thiết bị của mình có. Sau khi mà chúng ta kết nối với màn hình xong rồi thì ở phía trên màn hình sẽ xuất hiện một số thiết lập cơ bản để chúng ta có thể sử dụng. Chẳng hạn như là chúng ta cập nhật quốc gia nè, hoặc là cái vùng, rồi chọn vào ngôn ngữ, cài đặt thời gian, ba la ba la. Rồi, tới đây thì chúng ta cần phải kết nối mạng wifi hoặc là không dây vào nha. Sau đó thì chúng ta đăng nhập ID Apple của mình để chúng ta có thể có được quyền truy cập cũng như là đồng bộ một số dữ liệu mà chúng ta muốn. Cuối cùng là chúng ta lựa chọn cái giao diện màn hình sáng hay là tối tùy vào cái nhu cầu truy cập của mình. Nhi sẽ chọn cái tự động ha. Đấy, các bạn có thể thấy là cái giao diện ngay lúc này không khác gì macOS cả, và cái tốc độ của nó thì cũng mượt, không thua kém gì MacBook đâu. Khi mà mua Mac Mini thì Nhi nghĩ là chúng ta nên mua theo kèm cái gói bảo hành Apple Care để cho Mac Mini của mình có thể hoạt động an toàn hơn trong vòng tận 3 năm lần đó, và giá của nó chỉ có 2.120.000 đồng thôi. Cách kết nối thì rất là đơn giản đúng không nào? Mà khi sử dụng cái Mac Mini này thì chúng ta có thể tối ưu được rất là nhiều cái thiết bị, không còn phải có CPU cồng kềnh, dây nhỡ lằng ngoằng nữa. Và hiệu năng của nó thì cực kỳ mạnh mẽ luôn. Chưa kể là giá của nó so với một con MacBook Pro bình thường nó chỉ bằng một nửa giá thôi. Thì Nhi nghĩ là khi mà mua cái Mac Mini này chúng ta sẽ hời rất là nhiều đó. Cho nên là anh em nào mà chúng ta đang có nhu cầu, chúng ta muốn được trải nghiệm thử cái giao diện của macOS đó, thì chúng ta có thể lựa chọn Mac Mini này ha. Hiện tại thì Minh Tú Mobile luôn có sẵn hàng để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. Nếu như mà có thắc mắc hoặc là có thêm cái thông tin gì muốn biết, các bạn có thể để lại phía dưới comment của video này. Đừng quên là like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.